Hello anh em nhé. Thì hôm qua giờ mình cứu hộ được hai con xe này, một con xe cho khách hàng của một thợ khác làm ở cái van Galanti. Và hôm nay tiếp tục cứu hộ cái này, con xe này thì chắc là hết rồi. Con xe này bây giờ nói chung là khá là tốn tiền ở đây. Con này ngày hôm qua thợ kia lắp cái van ISC vào bị cong gãy van anh em. Bác Thắng em trai. Đấy, Galanti ok không? À, rồi, ok. Rồi, và con xe này thì thợ phá kinh khủng luôn và đồng thời thua. Thì lấy cái máy ra coi đọc. Con này thì mình khẳng định là IC này lên đường nha anh em. Đấy, IC này lên đường thợ này anh em thấy không? Đó, bọc bạch ra không nổ. Đấy, cái này là cái tình trạng mà chúng ta làm xe chúng ta nên phải lưu ý ở vấn đề này. Đây là anh này anh đẩy luôn cả con xe tới cho mình luôn. Thì anh em làm như vậy thì chúng ta sẽ phải đền ngay. Đền sẵn sàng bỏ tiền ra đền cho khách hàng rồi. Đấy thì anh bảo con xe này đầu tiên thì mình chưa hỏi kỹ, anh em này bảo con xe này nôm na là không nổ thôi. Vào anh ấy quậy 2 ngày nay rồi. Và bây giờ anh ấy thua. Đây băng keo mới quấn này. Đó, chúng ta phải lưu ý khi làm nghề đây. Dây điện này anh em làm như thế này không được này. Trời. Rồi dây điện này sau khóa từ cầu chì phụ này. Ở chân này trước khóa là chân số 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không? Chân này chân 17. Đó, kinh khủng. Đấy, anh em thấy không? Đó, đây, cuốn đây tiếp. Đây, và tiếp dưới này, anh ấy xả dưới này ra luôn. Anh em thấy không? Đấy. Rất nguy hiểm cho các bạn làm Novo 5 thì anh em hãy lưu ý. Bởi vì con xe này bây giờ bán không có giá trị là bao nhiêu. Nhưng khi chúng ta sửa chữa lỡ may như thế này và đồng thời nó sẽ nguy cơ chết tới con IC này khá là cao. Đó, thì chúng ta phải đền thôi. Con này chết rồi. Đặc biệt dây nữa thì anh em vui lòng chúng ta chọt, chúng ta xỉa, chúng ta né cái rác IC này ra. Cái này là anh em xỉa sát với cái rác chân IC. Thì vui lòng anh em có làm cái gì thì chúng ta né cái rác này ra, chúng ta né khoảng 5-10 phân ra. Nhiều anh em cứ lấy cái gì anh em chọt ngay ở đây luôn. Nên nó sẽ bị tét ra như thế này. Thì tất cả anh em chúng ta cần phải lưu ý ở vấn đề khi chúng ta sửa chữa. Đó là con Novo. Còn cái con xe này thì nghe anh thợ, anh khách này anh vào hết. Anh chạy hết bình liên tục. Và hết kiểm tra bảo bình thường. Cuối cùng tới mình kiểm tra, mình đo quận là ok. Cuối cùng nó bị chết sạc nha anh em. Rồi mình đang lấy cái sạc này mình bỏ vào. Tạm. Đó, cái này là lại chết chết sạc. Xe rất đẹp. Và anh ấy bảo quen trong hết, anh đi vào trong hết anh kiểm tra thì bảo xe ok, nhưng cứ chạy 2 ngày là hết bình. Thì nguyên nhân dòng xe hắc ý này thì một là quận, hai là sạc, các bạn cứ vậy mà làm. Đó, ai ai cũng là một người thợ luôn luôn sửa xe, đưa anh các bạn Galanti kia. Thì chúng ta phải lưu ý và chân tay chúng ta phải thận trọng một tí. Không nó hư hết xe khách hàng. Đây còn con xe này ngày hôm qua anh thợ này anh ấy nhét vào sao mà để nó cong cái van này luôn. Đây cong cái van. Đó cái van này cũng khó chơi lắm. Nhiều anh em bị nó hành đây này. Cong luôn rồi này. Đó lắp sao mà nó cấn bây giờ nó cong luôn. Đấy và anh em này bắt con vít này nó chưa vào hết này. Nó hở gió đây luôn này. Đấy anh em thấy chấm dơ không? Đấy, đầu này nó vào, đầu này nó bị hở.
nó bị cong van mà nó bị nghiêng như thế này này đấy, và garanti không ok, và khách hàng là tới đây thì mình lượm lúa thôi đấy. Chúng ta làm nghề chúng ta cần phải lưu ý về thận trọng những cái đấy. Nhiều lúc một con xe nó bị vấn đề gì gì đấy, đôi khi chúng ta lại vào chúng ta lại kẹt thì buji này thay rồi à, thay rồi để lâu không xài sao biết, chắc xe này hành chắc phải một tuần 10 ngày nay quá. Đấy, băng keo đúng không? Chúng ta cứ lấy dao dọc giấy, chúng ta cứ dọc ra, ở trong này dây điện nó ngon lắm anh em ơi. Đấy, tùy theo khúc nó bị đứt ngầm. Đấy, ví dụ như motor bơm nguồn 12V sau khóa hoặc là IC dập mát thì chúng ta hãy xem ở cái vị trí nào, chứ các bạn dọc ghê đây nữa này, nát hết xe luôn. À, đây nữa này, đấy anh em chia sẻ cùng những anh em thợ hay cố gắng, chúng ta biết làm thì chúng ta hẵng làm, không biết làm là chúng ta có ngày chúng ta mang họa thật. Thì cuộc sống này anh em mình ai cũng cần tiền cả, bởi vì một con xe mang vào để cần tiền thì chúng ta sửa, nhưng thật sự nó đôi khi nó khó quá chẳng hạn như vậy thì nó nguy cơ. Đấy, nguy cơ nó như thế này ngay, nát hết một con xe. Bởi vì chúng ta không hiểu rằng những cái chân IC này là chân gì, ở mát, nguồn, sau khóa từ cầu chì, và những dây tín hiệu là chân gì, nên các bạn cứ xé ra như thế này hết. Đó, anh em hiểu không? Bây giờ nó không bơm thì chúng ta hãy kiểm tra motor, và nếu không có điện thì chúng ta hãy đo thông mạch từ cái điểm motor bơm xuống IC, nếu bị đứt thì chúng ta hãy dọc từ đây thôi. Đó, chúng ta đo thông mạch, nhưng ở đây anh em lại xé quá nhiều. Trời, dưới này dây điện gì dưới này khá là nhiều nữa này. Ồ chà. Tù xe này còn cắt ở dưới này nữa này. Ồ, anh em này còn cắt dữ quá mà. Phang nát hết ở trong này rồi. Chắc làm quạ mình thay luôn bộ dây này quá anh em ơi. Mình có bộ dây theo xe mà. Chắc mình làm luôn quá. Nó đơn giản thôi, tay nghề chúng ta lắp cái van này vào mà để nó cong được cái van này thì thật sự tay chân của chúng ta nó bị có vấn đề. Cái van này chúng ta đưa vào nó nhẹ nhàng và chúng ta siết cái ngàm này lại. Anh em đừng có tì đè là nó cong luôn. Rồi, đó anh em thì cứ phá như vậy thì mình lại có tiền thôi. Khi bảo anh em tới đây học một khóa thì anh em lại bảo sợ tiếc tiền. Đó, cái van nó cong rồi này. Đấy, nó cứ gật gù qua bên này qua bên kia này. Đó. Đó, nó cúi đầu xuống. Ở nhà ăn cơm chưa? Đấy, chúng ta lưu ý ngày hôm qua giờ mình làm được 2 con. Đấy, chị này đi tiệm sửa khác mà cái van này làm không hết, chị đấy không khoái. Đấy, giống xe này vậy thôi, và trong hết mang tiếng nhiều anh mặc áo trắng, áo xanh. Và anh thợ này, anh khách này, anh tới đây anh bảo anh kiểm tra lại chắc em bị đứng dây ấy anh. Không phải bị sạc đâu, em vào trong hết rồi. Em vào trong hết, người ta thợ người ta kiểm tra, người ta bảo ok anh ạ. À, chắc anh kiểm tra dây cho em. Mình bảo em trai ngồi ở đây luôn, anh test cho em xem. Đây này em trai này, anh lắp sạc của anh vào, anh đo lên sạc này. Anh gắn sạc em vào, nó không sạc. Cả nhà yêu quý, chia sẻ. Đây, mình mới móc ra bộ dây điện này, thích tí nữa mình đảnh vô luôn. Đó.
Đấy chưa? Ưng thì mình không nối bởi vì cái chân IC của anh ấy nó heo quá rồi. Chân của mình nó còn ngon nè. Nhiều anh em chọt. Đây, dây điện của mình còn ngon nhá. Cái này Novo 6. Novo 6 thì tí mình đẩn vào Novo 5 luôn. Novo 6 nó có chế độ tìm xe. Đây, cục SU tìm xe này. Đó, tí nữa lặng quạng mình đẩy vô luôn chứ để lâu làm cái gì. Ok, rửa giấy sạch sẽ. Bây giờ nó heo quá mà anh em. Chủ mà các bạn chơi tới sát sát chân IC hết rồi. Há mồm hết rồi. Đúng không ạ? Like, chia sẻ, bổ quả sẻ đi. Ghê thật. Vậy mà các bạn cứ nhận xe của khách các bạn làm như thế này không? Thà chúng ta có thể để con xe này đi qua, chúng ta làm con xe khác. Nó nhẹ cái đầu anh em hơn. Thứ hai chúng ta đỡ phải đền. Con xe này thật sự bây giờ Tuấn thay IC và bộ dây nó phải tầm gần 3 triệu. Thì anh em nghĩ sao? Anh em đền chưa đúng không? Sợ ngay anh em, sợ ngay. Chết. Văn Thọ xe máy vô múc luôn. Nhiều lúc chúng ta bị mất tiền oan. Một con xe này bây giờ bán được bao nhiêu tiền? Trời ơi, cái xe này đi cái chục chứ. Ai chà, xe này ngon á. Xe này chống đổ luôn, cái chục này là bảo vệ chống đổ xe nha các bạn. Đồ cái này mà nó móc vô chân thì thôi cũng hơi bị ê ẩm á. Kinh luôn. Thì một con xe này thật sự bây giờ đáng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng bây giờ chúng ta lỡ sửa. Sửa không thành công thì đương nhiên chúng ta phải đền rồi. Dĩ nhiên là chúng ta phải bỏ tiền túi chúng ta đền, đó là cái quy luật chúng ta làm nghề. Đấy, 4 triệu bây giờ có phải đền hết 3 triệu không? Văn Thọ xe máy con No SX này khoảng tầm 4 triệu thì bây giờ đền mất 3 triệu. Trời, dây điện nó nát hết trong đó mà. Anh em bây giờ mới nghỉ ăn cơm nè. Sáng giờ xe nó hơi bị đông nha anh em. Mới giờ sáng giờ làm vài cái lốp. Nói chung cũng khá. Trời, anh này xỉa bên này nữa hả? Xỉa hết. Bởi vì các bạn không hiểu. Trời ơi, xỉa luôn hả? Xỉa luôn. Trời ơi, chỗ nào cũng mổ hết. Bởi vì anh em không hiểu về dây điện nó chạy như thế nào. Cái màu này nó có tác dụng làm cái gì? Nguồn hay là mát hay là dây tín hiệu? Anh em chỉ biết là múc, dọc. Trời ơi, nhìn ở trong này mới ghê này. Các bạn làm này mà để nó chập nó chết IC là đúng thôi, chứ không thể nào mà tiếc. Tiếc cái gì ở đây nữa anh em. Dây điện này giờ thấy không, gà lằn thành cà què. Dây điện này lâu ngày nó cũng mục rồi. Bây giờ chúng ta dây vào chúng ta phải đền. Đó, chúng ta phải đền đó anh em thợ. Chúng ta phải lưu ý và khách hàng đừng có ham rẻ. Khách hàng cứ bảo cái tiệm này sửa xe rẻ lắm em ạ. Nó rẻ hơn được 50 ngàn.
Nên các bạn tham gia khóa học thì coi như các bạn ở trong đời, các bạn và anh em cứ nghĩ rằng một con xe này trong đời chúng ta chưa biết gì, chúng ta làm hư IC. Thì thay vì các bạn và anh em không bao giờ muốn hư nữa thì anh em tham gia khóa học. Để chúng ta nắm vững đếm từ 1 cho tới 11, 12 cho tới 22, 22 cho tới 33 chân là gì. Không bao giờ chết. Thì trong một cuộc đời chúng ta chỉ nghĩ rằng làm nghề này lỡ may làm chết con IC thì tham gia khóa học bên Tỷ Tuấn. Thế thôi. Đúng không nào anh em? Cứ nghĩ nôm na như vậy là dễ hiểu. Đừng để nó chết nhiều, đừng để nó hư nhiều, Novo này dễ chết lắm. Một DBO này thì chết liên tục. Và tiếp tục những dòng xe IA, thật sự những cái ông mà kỹ sư thiết kế cái van ISC này cũng phê thật. Nhiều anh em thợ cứ phải hành như từ ở cái Galanti lỗi 3779. Hải Hoài thì gặp mấy cái này thường xuyên đúng không Hải Hoài? Đi đâu rồi? Hải Hoài mới là thức thì thầm thì gặp luôn cái tình trạng bỏ dây này đúng không? Ghê khiếp thật. Các bạn khi nào các bạn cứ kiểu mổ mà nát rồi các bạn không làm được nữa, các bạn mới đi cầu cứu. $3 triệu to lắm anh em, cái mùa Covid này bay hơn nửa chỉ vàng. Nên nhiều thấy các bạn và anh em cứ dọc dây đã ghê thật. Không biết tìm gì ở trong này. Bởi vì không biết chúng ta mới đi tìm. Ủa anh thợ này anh lắp cái bệ này vào rồi này. Này ốc tháo bệ này. May mà tháo cho ngoài ra mới ghê này anh em. Tủ dây điện, dây mát, dây đồ này thôi. Này mà IC này không chết mới sợ. Các bạn cứ làm như con IC này của Novo, à của Zimway 35.000. 35.000 chết có một chục cục cũng chẳng sao. Còn riêng này thì nó khá là đắt. Xin chào Quốc Cường Đô La, xin chào Tay Ga Xuân Dần, chào toàn thể anh em đang xem live ở trong cái trang fanpage. Xe này nó đang bị mặt xi lanh rong quy lát này anh em. Cỡ này còn chưa chết được IC mà các bạn, bởi vì hiểu. Nhìn nó ghê ghê vậy đấy, bó lại nó hơi bị đẹp đấy. Quá lộp xộp ở đây, khóa sờ mất cây rồi, chống cướp rồi nha anh em, SU rồi thôi nhá. Rồi đầu nòng này thì nó đang bị ở cái mặt John Quy Lát bị sôi nước nha anh em. Cầu chở này vẫn sôi nước. Ok thằng Trung đang tìm đây. Composite nó hơi bị phê đó. Anh em hết Covid hay đến với Tỷ Tuấn một khóa đi. Hãy cố gắng hết dịch bệnh này Covid, giao tiệm cho bạn bè hoặc là đóng cửa hàng trong vòng khoảng nửa tháng 15 ngày. Mời anh em đến với Tỷ Tuấn một chuyến trong vòng 15 ngày. Để anh em có sự cảm giác bay bổng. Và đồng thời chúng ta làm xong, chúng ta ra cái con đường này ra ở ngoài quốc lộ kia chúng ta test. Từ nồi niêu son chảo.
Đúng ạ, nạp phần mềm mở tua. Anh em chỉ cần ra cái chỗ đèn xanh đèn đỏ kia rẽ phải là ra ngoài để có bãi đất trống của mình, tha hồ mà nẹt ở ngoài đó. Chạy để có cảm nhận, để sau này về làm xe cho khách hàng. Nó có nhiều cái điều thú vị hay lắm các bạn. Con xe SH Ý này, và thưa với anh em, nó chẳng gì khó ngoài chúng ta, nó hay bị cái đầu nòng này, bị zin mặt nòng, chúng ta phải đi phả. Và lâu lâu nó bị chập với con turbo này. Ngoài ra SH Ý này chẳng có cái gì khó luôn, nếu về đường điện. Rồi, xe này có cái cảm biến gốc. Rồi, có con rơ le ở đây. Có nhiều con thì hai rơ le, đời này một rơ le. Cảm biến gốc. Đó, trả qua anh em phức tạp về cái đường nước. Chúng ta làm đường nước không kỹ, và đồng thời chúng ta đi vớt cái mặt nòng xi lanh này không kỹ, và đồng thời chúng ta không biết sửa turbo thôi. Còn con xe này dễ sơi cực kỳ. ESZ. Phần mềm máy tính không có cáp thì làm cái gì mà cài đặt được hả? Tay ga Quốc Cường. Đây còn turbo rồi. Turbo nhà đây còn ngon lắm ấy nha. Thả bơm sang bán anh rồi. Ở đây khách hàng hay là thợ bất kỳ có nhu cầu gì là mình rớt xe nào mình bán hết. Ở đây thợ mới mua cái bơm xăng bữa này. Thợ có nhu cầu bây giờ đi mua, không ở đâu có cái bộ motor bơm này thì mình báo xe mình bán luôn, mình kiếm 100.000. Hàng cũ tháo xe, chất lật nhau mới hàng mới 100.000, bán vài 100.000. Cần bất kỳ cái gì thợ ở đây có nhu cầu, cần bất kỳ con xe hoặc là khách hàng, tháo đồ ra bán ngay. Để nó tiện cho đấy, đồng hồ búp. Bộ dây điện này còn ngon lắm. Tháo ra hết rồi, thích tiện đưa bộ dây điện này cho chú em kia chú xài luôn. Ở đây có bộ Novo 6. Novo 6 có rơ le. Tìm xe, tí nó gắn vào Novo 5 xem ok không. Ở đâu mà tìm ra được cái này, chỉ có ở tay ga thì Tuấn treo đây luôn. May hả bưởi. Vô tí Linh nó tháo nốt cái dàn đầu ra cái là luồn dây điện vào là test, là cắm IC vào thôi, lượm lúa. Không có gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Có hết anh ơi. Có con IC Novo LX135 không anh? Có luôn, em cái gì cũng có hết. Rồi, hẹn anh em đêm nay 20 giờ đón xem cuộc live stream trực tiếp trên cái trang fanpage. Ở đây này, SH mình chỉ cho anh em cái cảm biến oxy này. Đây, thằng Bình Thiên nó sẽ đổi cái màu rắc cho cả nhà này. Hai cái dây màu trắng nó sẽ là cái cuộn dây không phân biệt âm dương nha, hai dây trắng này chuyển qua bên này, dây đen và dây xám nó sẽ là một dây mắt chung và một dây tín hiệu gửi về IC. Đây, đấy, lên đây nó sẽ khác màu rồi. Đây thì thay vì cho cảm biến oxy thì nó sẽ là lấy mát, lấy mát trong động cơ, thì cái này nó sẽ xài dây mát chung xanh sọc cam, và dây còn lại nó sẽ là dây tín hiệu gửi về IC. Rồi lột ra hai sợi dây bên này, nó sẽ là một là mát IC, hai là 12V sau khóa để nuôi cho cuộn dây. Thế thôi. Đấy, không có gì cả, anh em lưu ý.
Ok chưa, tới hai dây trắng này, cuộn dây này, này mát IC này, 12V sau khóa này, tiếp tục mát chung từ cho cảm biến này, IC luôn này. Dây còn lại là dây tín hiệu rồi. Đấy, chúng ta lưu ý. Đo cái con này cuộn dây từ 9 cho tới 14 ohm nha, ở hai dây trắng, và chúng ta hãy kiểm tra nguồn mát xem có đứt hay không. 12V này. Rồi dây trắng về IC này. Đấy, chúng ta phải lưu ý điều đấy. Đó, anh em thấy dây trắng không? Đấy, oxy này. Mát chung cảm biến này. Cái này nó có cái gì đâu em, anh em. Chẳng có cái gì cả, cái rắc này có mấy cái rắc này không? Đa số bị con này. Thì con này anh em biết tại sao không? Thì bất kỳ một cái gì vậy hoạt động phải có thời gian. Của con này còn zin test luôn. Trong quá trình anh em thấy cái động cơ này nó nóng không? Nó nóng, khá là nóng. Và đồng thời cái nó được đậy kín ở đây, yên này, bệ này, nó đậy kín hết. Thì đương nhiên nóng. Anh em nhìn thấy cái hơi này nó sẽ bốc lên đây. Đấy, con IC này nó thiết kế nằm ngay ở cái bọng động cơ này. Và trong quá trình hoạt động lâu thì đương nhiên nhiệt bốc hơi lên, thì cái gì cũng vậy. Nó phải có thời kỳ trong vòng khoảng vài năm thì nó sẽ làm những con điện trở trong này giá trị có thể bị già đi, có thể sụt điện áp và có thể mên vi xử lý, và đồng thời van garanti vân 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 vân, thì nó bị nguyên nhân là do cái này. Thì anh em nào mang tới những cái chuyên nơi cái sửa turbo thì để cho người ta sửa vài trăm ngàn bạc tùy theo ban bận. À, cái này hả anh? Vết ba anh ơi, vết ba tay ga Xuân Dần. Vết ba đấy thì anh em hãy đến với Tín Tuấn trong vòng khoảng 15 ngày để chúng ta thưởng thức được bài nồi, nói chung là đủ các kiểu. Tới đây đừng có nôn về. Đây sạc của nó đây. Sạc này cũng là sạc lô mà anh em. Đây sạc này thay rồi này. Ok, không có, mình lấy con sạc này luôn. Đen đen cái gì mà tay ga Xuân Dần, đen cái gì mà đen ăn, tùy theo cục sạc chứ cần gì đâu. Thì em lấy cục này ra em bán luôn. Được không anh em? Đấy, em hết sạc cái hát thì em lấy cục này luôn. Đó, thì lấy cục này ra múc. Ba dây vàng đỏ săn mát chơi vào luôn, hết sạc hát rồi. Xong lại lấy con này lắp cho xe lít, con này của Vespa ba nha anh em. Con này lắp ở đây thì không ổn đâu, mẹ nó chịu không nổi đâu anh em ạ, cháy ngay, nóng lắm. Thế không phải là chúng ta cứ có ba pha chúng ta múc vào đây được, anh dần hiểu không? Không phải là cứ ba pha vừa rắc là chúng ta múc vào đây được, chết ngay, nguy hiểm lắm.
tí em cắt cái này, lấy cái rác này nối vào. Hàn chì ngon lành cần đào múc. Lấy của lít lắp vào đẹp anh ơi. Lít lắp vào đẹp đấy. Đây. Con này lắp được không Dần? Dần ơi, con này lắp được không cậu? Con này lắp vào chạy ok xì cô này. Sạc SH ở đây em hết rồi. Ok luôn rồi anh. Rồi lấy con Vespa bỏ đây, con xe nhà để dạy học mà. Vespa cắm chắc vừa rắc. Ok, tí lấy con này. Xe nhà đồ chơi nhiều mà anh em. Hộp đen, hộp chết gì thấy hết. Ở đây chỉ có sợ không có tiền thôi. Khách hàng mà vào cửa hàng tay ga thì Tuấn chỉ sợ là không có tiền. Còn thứ gì cũng có hết, ngoài tiền không có. Ái, chà chà, con đờ le này, con đờ le này hư nữa này, cháy. Này, cháy rắc. Biết trong nhà còn cái rắc này không? Bài hát ý thì nó nóng, nó hay bị cháy cái rắc chụp vô con đờ le này nha các bạn. Anh em nào hay làm SH thì mua ít rắc. Con này thì tổ tiên đời nhà nó chuyên trị cháy rắc. Rất nguy hiểm ở dưới này, phọc lên. Và đồng thời hệ thống sạc luôn luôn bị cháy cốp hông. Nóng quá chập những cái dây này là cháy cốp hông ngay. Teo cốp hông. Tí mà em xỉa con rơ le này bỏ vào hết. Sao sư phụ? Bây giờ mới chịu khó đầu tư đồng hồ đó áp bơm à? Đầu mua lâu mua hỏng em chưa bét mà. Bây giờ nó hơi mẹ nó bữa rớt bữa đi một quý viên nó kích cái dây lại á, đầu mẹ nó kích người hơi. Vậy xin. Gì vậy? 650. Sáng nào đi đi không hả? Thua rẻ à, đây rẻ 280. Thôi rẻ đừng có chơi, hết rồi. Rẻ nó dở lắm, đây có lấy 280 mình lấy. Đây tiền ít. Này. Có. Nè, muốn lấy cái nào thì lấy. Tiền nào của ấy. Tiền ít thì không thể nào mà ôm được gái 18 được. À đúng là gái 18 nó khác gái dẻ hết. Ok, gái già thì nó rẻ đâu có thể. Bữa trước mua cái. Ờ nhân hư. 50.000 chỉ đi gái U80 thôi. Đo cả bùng đốt luôn. Đồ hàng đó thì thôi hết. Mới nói rồi mà. 650. Áp bơm là áp bơm 150. Đầy đủ hết chưa? Bữa ngoài đó làm được không anh? Ngoài làm được không? Đủ làm vua ngoài đó chứ mẹ ngoài đó có ai biết sửa xe ga đâu. Đủ bụp làm cái bảng to lên. Làm mặn lên như ngoài đấy phô trương mặn lên như... Kệ nó, sau này thuê thợ chứ. Sau này thuê thợ chứ. Bỏng cốp đó chứ. Xe nó có cốp đây mà. Mà em biết xe anh có cốp rồi em đâu bỏ bình nhựa. Trời ơi. Cốp to này xin bình nhựa nữa. Lăn xếp thêm được. Không được, không được. 4-600 rồi.
Khéo dính, khéo dính. Tiền quá trời. Ok anh trai. À bờ, ta đưa kiếm cái đồ kia bỏ đi mấy. À máy đầy đấy, mua về nhà mà bấm như anh có máy đấy, phải về nhà lấy tiền nhá. Em ơi lỗi này xóa phát lấy 200. Má khỏe ro. Máy là lỗi ấy nên nhiều tấm. Ờ, rẻ nhất 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi. Ừ. Nhưng tôi ở Mỹ ít chứ kia làm ít đó. Đầu tư cả 8 triệu rưỡi được không? Về thì có xin được kiện tự vô 42 thằng phút. Rồi mua máy ra đây em chỉ cho cái đọc công số, đọc hiếc cái vững cái về nhà bục. Số lỗi rồi đây. À. Dạ dạ, về làm đi. Kiếm cơm. Làm mặn lên chứ ngoài có ai sửa xe ga đâu, đầu tư mặn lên chứ. Đầu tư em nói đầu tư những em là tiền không. Bức tiền nó. Bậy đầu tư mới có thu lợi nhuận. Nhưng mà phải có ngư lại. Thì có thể mình làm đông rồi mình thuê thêm thợ. Anh nói em nha. Cái lốp tiên xin á, cái lốp xe nó hồi nhiều nó bền rồi nó việc xe dữ rồi. Lốp tiên xin 3,5 bình thường trong hãng bán 4,6. Anh thay tiền công luôn bền rứ mà nó kêu đồ này dữ thôi chứ chăng đó cái đầu tư nấu. Kêu lại lại một, kêu thay lại hai rẻ hơn 300. Lấy lốp về lốp ấy. Đâu mà nó dòng đó, chả mà làm máy ghi chỉ số vậy mà nó bởi anh bảo nhiều giá chứ đơn giản với chị đi làm đẹp vậy thôi, vào ba nó có tiền khác rồi, bây giờ đi vào trong chợ gội đầu nó khác, vào ba nó khác chứ. Mình phải giải thích cho người ta hiểu chứ anh. Ok anh. Thợ mới anh thợ ở đây là vậy anh em. Chủ đổ mé lèm đông khét vèo lèm không nói em ơi. Đầu tư chi lâu lấy vô. Đúng rồi, Hải Hoài. Chủ đổ mé lèm ăn đầu tư bớ mình luôn. Chầu cái máy bolt này mười mấy triệu bẹt, đầu tư khi nào lấy lại vốn. Đúng không anh em? Bấy thôi cho nó khỏe cơ. Ok, xin chào anh Mạnh Trần. Nguyễn Hoàng, can 7 của anh xóa lỗi ẹt 219 liên tục anh ơi, hai xị liên tục. Ok ok đấy đúng không ạ, đây này không đầu tư nè, đây là cái bản chất mà chúng ta không đầu tư này đó, chúng ta không đầu tư đấy. Không đầu tư nó ra một cái kết quả này ngay anh em ạ. Lý Thanh Ly, rồi xin cảm ơn anh trai. Thôi anh em ăn cơm nhá, em về nhà em ăn cơm đây. Tối em ăn cơm ra em lại ship hết hàng nữa. Đây em ship hàng đồ nữa đây. Nãy em mới ra được mấy đơn buổi sáng nay rồi. Máy em ở đây còn rất nhiều, anh em nào có bạn bè mua máy cũ thì chỉ em nhé. Ở đây em còn gần 10 con máy mới lắm. Máy cũ mà mới này. Thiếu gì máy anh em. Máy can 7 nó mới, anh em xài những loại này nó trâu bò. Đây thiếu gì anh. Đây. Một máy, hai máy này. Ba máy này. Bốn máy này. Năm máy này. Sáu máy này. Đấy. Đây này, những con này trâu bò này. Anh em nhìn nó đẹp leng keng này, xài biết chừng nào nó hư. Đây. Thấy không? Trời ơi, đó, nhiều lúc anh em mua máy cũ này liên hệ thì Tuấn này. Đẹp không? Cáp yếc đầy đủ, có người hỗ trợ hết.
Alo alo, về làm khóa, thích máy mới. 12 triệu 500 một con. Múc. Có phần mềm Motorata luôn. Mua 1 tặng 2 luôn. Hết upper mà anh em ơi. Nè, cái này của Winner này, vào là múc từ buji cho tới chụp cho tới mô bin luôn. Đây. Nãy bị cái chụp này lắm nha anh em. Vào phát là múc luôn. Alo. Sao? Cái van ga, cái van garanti nó có chạy không? Nó có kêu e không? Nó chạy ra ngoài không? Coi góc mở bấm ga bao nhiêu độ? Garanti trên 2000 à? 3000 mấy luôn à? Gắn cái rắc cái vào lấy R7 xịt vào trong đó cho nó chạy ra chạy vào, chạy ra chạy vào, xịt nhiều vào. Sao mày gỡ ra làm gì? Trời ơi, mình nhìn trong đó mình thấy cái van nó chạy ra chạy vào mà. Tí sao mà. Vậy hả? Nó chạy ra có chạy vào không? Cái van nó phải chạy ra và chạy vào. Nó kêu e gì? Thế nó đóng gió lại không? Nó có cái lỗ nó đóng gió lại mà. Nó bị bận đó không có, bị tua rồi. Ừ, phải mở IC ra sửa rồi. Ừ? Cái gì? Vệ sinh kỹ lại đi, vệ sinh kỹ lại cái van garanti một lần nữa đi. Xịt mặn vào, ngoáy bên trong vào, nó bị dơ trong ấy, nó đóng gió không được ấy. Hẹn anh em 20 giờ nhá. Về nhà ăn cơm anh em ơi, ăn cơm làm ly cà phê ngày hôm qua. Tiêm về nhà không xi nhê hết, tiêm về nó khỏe hơn nữa nhá. Ừ. Tiêm về nhà tự nhiên nó khỏe. Hai mươi giờ đêm nay nhá anh em nhá. Cứ bây giờ anh em nào bạn bè nào mua máy, giới thiệu người bạn của Thị Tuấn đó tặng cho món quà luôn. Chơi vậy nó sang. Đấy, anh em nào bạn bè nào cần nhu mà mua máy để Tuấn bán máy cho người bạn, tặng cho một người anh em lấy phần quà luôn. Cuộc sống này cứ thở lở thì trời sẽ cho thôi anh em ạ. Cho trong vòng tích tắc vài năm. Rồi, cảm ơn anh em, hôm nay mình đã chia sẻ cho anh em một con Novo. Hy vọng tất cả anh em hãy nương tay, hãy cố gắng nghiên cứu để những con xe khách hàng không bị hư hỏng như vậy. Thì muốn là chỉ mong rằng chúc anh em đừng để những đồng tiền nó rơi. Con xe này mình làm thật sự không có lời luôn. Con IC báo anh em hơn 1 triệu. Ok, anh em biết IC của Novo 5 này bao nhiêu tiền rồi đúng không ạ? Không có lợi nhuận bao nhiêu, chẳng qua làm con xe này kiếm khoảng 300 ngàn. Nuôi cửa hàng, nuôi thợ 3 đến 500 ngàn hết. Đó thì anh em biết rồi, chứ đâu phải là thợ vào trong này mình chặt chém. Nhiều lúc lấy cái giá nó quá hữu đại. Bởi vì do anh em chết thì mình cũng thông cảm. Thì cái này tí nó làm để lương thợ thôi và tìm mặt bằng. Huệ. Tùy theo cái sức đề kháng, ăn tay ga sơn dần của em nó khỏe. Đúng rồi, gần 3 triệu ăn bộ dây nữa. Nếu bộ dây em xử lý không được, em bảo thay luôn, thay bộ dây và IC luôn. Rồi, xin chào mọi người.
Hẹn cả nhà đêm nay 20 giờ. Bye bye.